Bố. Gì? Mai. À? Thế à, mày... Tao nghe cán bộ xã nói. Ủa, nó là mày hôm nữa phòng lao động thương binh xã hội cùng các công ty ở dưới xuôi lên tổ chức hội chợ tư vấn việc làm đấy. Tao nghĩ sẽ đi nghe và chọn một công ty tốt nhất để đi làm mới có tiền để xây một ngôi nhà đẹp hơn. Nhà mình thì khó khăn. Nếu cứ trông chờ vào mấy cây ngô này thì không biết bao giờ mới thoát khổ được đây. Cái gì? Mày đi làm thuê công ty à? Tao không cho đi đâu. Mùa này là mùa vun ngô. Bố thì ngày càng già. Tao không biết đi xe. Mày đi ai giúp tao làm việc? Còn việc đàn ông trong nhà nữa, mày đi rồi ai làm? Tao không cho mày đi đâu. Thật à nô? Tao thì già rồi, cũng không có sức để đi làm kiếm tiền nữa. Mày còn vợ con nữa, làm gì thì suy nghĩ kỹ trước khi đi làm. Bố, Mai, mày thấy không? Nhà mình thì nghèo. Nếu cứ chỉ chờ mấy gốc ngô, mấy con gà thì bao giờ mới có tiền xây nhà đây? Bố, hai người nhìn xem. Tao muốn đi làm để có tiền xây một ngôi nhà to như ngôi nhà của thằng Tủa. Nó đi làm công ty, giờ xây nhà đẹp thế kia. Nhà mình làm lâu giờ nó cũng hỏng hết rồi, không đảm bảo. Ta phải đi làm công ty thì mới có tiền, có tiền về để xây một cái nhà mới đảm bảo. Tao không đồng ý đâu. Công ty cái gì? Mà đi cặp bồ thì có. Mày không thấy các bác đi công ty về tiền không thấy đâu, còn về bán nhà để giả nợ. Tao không đồng ý đâu. Mai, mày lại thế nữa rồi. Từ lúc mày về lấy tao, cuộc sống khổ cực. Mày không buồn à? Mày thấy nhà họ đẹp, mày không thèm à? Tao thì thèm một cái nhà, một ngôi nhà đẹp. Tao không thèm. Tao thà ở nhà lá ăn cơm ngô, nhưng hai vợ chồng có nhau. Mày nói gì tao cũng không đồng ý đâu. Đi làm công ty để xây nhà to. Tao không tin. Đi làm công ty về nhà lá còn không có mà ở. Đi công ty, đi cặp bồ thì có. Thôi, hai vợ chồng mày đừng cãi nhau nữa. Trưa rồi, làm nhanh còn về ăn cơm. Đói rồi. Không đồng ý. Nói cái gì cũng không đồng ý. Mẹ lấy cơm cho con nhé. Khổ quá, các con ơi. Không có gì ăn, ăn rau. Không sao, có gì ăn nấy. Chú Lúa ơi, có ở nhà không? Ai gọi nhỉ? Chú Lúa có ở nhà không? Ôi, cán bộ đến nhà. Mời vào nhà. Mời cán bộ vào mời cơm của gia đình. Chẳng có gì ăn ngoài rau. Cả nhà cứ tự nhiên đi, cháu ăn rồi. Cán bộ không ăn thì mời cán bộ ngồi đây. Thế mấy mẹ con ăn đi. Cháu hôm nay đến có việc gì? Nay cháu đến thông báo với mọi người là ngày mai phòng lao động thương binh và xã hội cùng với các công ty sẽ về tư vấn giới thiệu việc làm. Theo cháu thấy thì gia đình cũng rất khó khăn nên cháu về thông báo xem gia đình có cho nô đi làm công ty không.
Cái gì? Lại chuyện đi làm công ty. Tao không cho nô đi đâu. Mai em nói gì? Em không thấy anh Tủa xóm bên à? Đi 2 năm mà giờ xây được ngôi nhà to đẹp. Em xem, nếu không cho đi làm thì ở nhà thì bao giờ mới xây được căn nhà? Em nghĩ xem. No, xem ý em như thế nào. Anh Xính, em thật sự muốn đi anh ạ. Cuộc sống bây giờ làm ăn khó lắm, nên em muốn đi dùng sức mình để kiếm tiền về lo cho gia đình. Bác Lúa, Mai, cháu lập danh sách đăng ký cho nô đi nhé. Không được đâu, tao không nhất trí. Nếu mày bảo chồng tao đi, sau này có việc gì xảy ra thì mày đền được không ạ? Mai, tại sao lúc nào mày cũng chỉ nghĩ không cho tao đi là sao? Không cho tao đi lấy tiền đâu mà xây nhà, mua đồ đạc trong gia đình. Tao không đồng ý. Phó chủ tịch, mày cứ bảo chồng tao đi, sau này chồng tao đi lấy người khác, mày có chịu trách nhiệm không? Tao không đồng ý. Tao không cho đi đâu. Không đi đâu hết. Trời ơi, Mai, anh tưởng Mai nghĩ gì? Đàn bà ơi là đàn bà. Tao tưởng mày lo cái gì cho to bằng cái núi con bò, thì ra mày lo cho tao đi xa, tao tán gái à? Mai, anh sẽ đảm bảo với Mai, thằng nô nó sẽ không phản bội em đâu. Đi làm ở công ty được rất nhiều tiền đấy, một tháng khoảng hơn 10 triệu đấy. Anh tưởng Mai nghĩ gì chứ? Em sợ nô bỏ em à? Em phải tin tưởng nô chứ. Sau này nô đi làm về có tiền xây nhà, xây chuồng to, Mai còn phải cảm ơn anh đấy. Hay giả, hai vợ chồng mày đừng cãi nhau nữa. Theo tao nghĩ thì cứ để thằng nô đi làm công ty, nhà mình thì khó khăn. Cán bộ à, cho thằng nô đi làm thì cán bộ phải giúp nó tìm một công ty tốt, kiếm được nhiều tiền nhé. Mai à, mày cứ yên tâm, tao hứa với mày là tao sẽ không như mày nghĩ. Hãy tin tao nhé. Mai, em nghĩ thông chưa? Nói gì thì nói, tao cũng không đồng ý. Không nghe thì thôi. Đồ đàn bà, nói mãi không hiểu. Thôi kệ, cán bộ đừng nghĩ gì, cứ đăng ký cho thằng nô đi. Có gì giúp nó với. Đến hôm đó anh nhớ gọi em nhé, thì anh đăng ký tên em vào đây. Đến hôm đó anh sẽ gọi em nhớ đi nhé. Thôi cháu xin phép, cháu còn có việc, cháu xin phép về đây. Ở lại chơi là cháu, bảo ăn cơm thì không ăn. Thế cháu về nhé. Về nhá cán bộ, về nhá. Xin chào cán bộ. Hey, phục vụ qua về.
Mai quét sạch vào nhé, để còn vào nhà mới. Đi đâu về đấy cháu? Nhà ai mà đẹp thế? Anh Xí nhà phó chủ tịch à? Anh đi đâu về đây? Mời anh vào nhà. Nô đấy à em, lâu không gặp, giờ xây đầu nhà to quá. Mời anh lên vào nhà uống nước. Năm anh đăng ký cho em đi công ty cũng kiếm được khá nhiều tiền để xây ngôi nhà này đấy. Nhà to đẹp quá nô. Em về được lâu chưa? Em về được mấy tháng rồi. Về xây nhà giờ mới xong. Tốt quá, tốt quá. May có anh đăng ký cho em cảm ơn anh nhiều nhé. Đây cũng là việc của anh, thấy em đi làm về xây được nhà, xây được chuồng trại, khang trang là tốt rồi. Anh Xí nhà, giờ em xây được nhà rồi, em còn xây thêm chỗ nấu rượu bán cũng được nhiều tiền, trang trải cuộc sống cho các con đi học nữa anh ạ. Cảm ơn cán bộ đã giúp chồng em đi làm công ty, mới có tiền xây nhà. Em nghĩ lại ngày xưa, em không đồng ý cho nô đi, giờ em biết mình sai rồi. Thế em đồng ý cho nô đi tiếp không? Sau này em cũng đi với chồng em luôn. Nô có mang vợ hai về không? Không mang vợ hai về đâu anh ạ. Vậy là tốt rồi, cháu còn nhiều việc nữa, cháu xin phép cả nhà. Nô, em cũng là một thanh niên tiêu biểu, đi làm công ty về có tiền xây nhà, xây chuồng. Nô nhớ tuyên truyền cho bà con và các thanh niên để mọi người cùng đi làm. Cảm ơn anh Xính, cảm ơn các cấp chính quyền đã quan tâm giúp đỡ chúng em có việc làm, có tiền làm được nhà, xây được chuồng trại như ngày hôm nay. Em sẽ nói với bà con và các thanh niên cùng đi làm kiếm tiền để cuộc sống thôn bản ai cũng giàu lên. Tốt quá rồi. Cháu còn nhiều việc, cháu xin phép về đây. Mời cán bộ vào nhà uống nước đã. Anh về đây, lần sau anh về anh còn phải xin nô bữa cơm. Cán bộ còn việc thì cán bộ cứ về nhé. Cảm ơn cán bộ. Cán bộ về nhé. Chào cả nhà nhé. Anh về đây. Cảm ơn cán bộ về nhé.